Quý vị đã theo dõi chương trình livestream của OC Ladies View. Trước hết là tôi xin lỗi hôm nay có hơi bị cảm. Thì cái giọng tôi nghe nó nghe thì hơi kỳ cục thì quý vị đừng có cười. Đây là bác sĩ Tiến và đây là văn phòng của bác sĩ Quang Tiến. We specialize in skin. Chúng tôi nói về da. Hôm nay là anh nghĩ muốn mời bác sĩ Tiến để làm live về show để là có dịp là nói chuyện thẳng với lại quý vị là vừa là bệnh nhân của bác sĩ Tiến vừa là bạn bè của bác sĩ Tiến, tất cả những người nào có một cái interest, một cái muốn hiểu biết thêm về skin care, về làm cách nào để giữ cho da cho tốt, cho đẹp, cho trẻ thì mời quý vị vào để mà quý vị có thể hỏi bác sĩ Tiến live. Và tại vì hôm nay bác sĩ Tiến muốn nói về vài sản phẩm mới của bác sĩ Tiến, phải không ạ? Vâng, chúng tôi đây là lần đầu tiên đi live như thế này, nó hơi khác, những cái formula khác là tại vì trong quá khứ thì mình cứ tape chương trình lên TV, thì khi mà mình chiếu những cái chương trình thì quý vị khán giả coi TV có thắc mắc thì lại không hỏi được. Đến lúc mà hỏi tôi thì nó có 2-3 ngày nó đã qua rồi thì nó không có tốt. Thì bây giờ nếu quý vị log in, quý vị theo dõi chương trình thì sending questions via Facebook Internet. Nếu mà tôi nhận được và tôi đọc được những cái câu hỏi đó thì tôi sẽ sẵn sàng trả lời. Vâng, thì xin lỗi quý vị, hôm nay bác sĩ Tiến là bị là cảm cúm là cả tuần, thành ra bác sĩ Tiến hơi bị mất giọng, nhưng mà vì đã hẹn trước với là nhiều số là một số bạn bè và thân hữu và bệnh nhân, thành ra bác sĩ Tiến vẫn cố gắng làm hôm nay, nhưng mà nếu mà nói không rõ thì xin quý vị là dáng nghe và tha thứ hộ. Vâng, thì hôm nay là có thể bác sĩ Tiến nói về là những sản phẩm mới của bác sĩ Tiến thì ai cũng biết là Trixy và Tâm Thơ là đã là làm đại lý và là độc quyền đại lý distributor cho văn phòng bác sĩ Tiến về Dell Serum, và Dell Serum thì được là đồng bọn và là những khách hàng của Tâm Thơ và Trixy khen là serum màu nhiệm, serum thần thánh vì là nó có kết quả quá lạ và quá tốt, phải không ạ? Đây là cái chai serum, thực sự ra cái serum này tôi vẫn xài cho những bệnh nhân sau khi tôi mổ, sau khi tôi làm laser thì họ lành rất là nhanh. Nhưng mà sau khi mà tôi có thí nghiệm với lại Trixy, với lại những đồng bọn của Trixy trên mạng đó, thì tất cả những quý vị nào mà ai mổ cái serum thì có report là có nói cho tôi biết rằng là nó giúp đủ mọi thứ, mà thực sự ra là it should work that way, là tại vì trong này nó có những cái chất peptide nó giúp quý vị, cũng như là quý vị uống vitamin chẳng hạn, khi quý vị uống vitamin thì lẽ dĩ nhiên người của quý vị nó làm việc tốt hơn, nó chống quý vị cũng cúm thì cũng bớt, mà nếu mà có cúm thì nó cũng nhẹ hơn, mình có nhiều sức khỏe hơn. Thì bây giờ cái serum cũng thế, nó giúp đi như vậy. Nhưng mà bây giờ cái sản phẩm mới, và thay vì bôi serum mỗi ngày thì bây giờ tôi sáng chế ra cũng y những cái ingredient đó, tức là cũng y những cái phẩm chất vật liệu trong đó, nhưng một cái hình dạng nó là một cái mask. Cái mask nó là stem cell mask, tức là thay vì bôi thì mình đắp mask những cái phẩm chất, những cái ingredient, tất cả những cái vật liệu ở trong cái serum nó nằm ở trong cái mask. Thì bây giờ quý vị đắp mask lên khỏi phải bôi serum, mà thực sự nó hiệu nghiệm hơn. Thì bác sĩ Tiến, như bác sĩ Tiến hơi lộn, vẫn phải bôi serum mỗi ngày, và đắp mask thì có lẽ là một tuần một lần hay hai lần, chứ không phải là đắp mask mà không cần bôi serum. Tức là ngày nào mà đắp mask thì ngày đó không cần phải bôi serum, là tại vì you deliver the same thing. Tôi xin lỗi, tôi nói không có được rõ lắm, tức là ngày nào mà mình đắp mask thì mình không cần bôi serum nữa, là tại vì những cái phẩm chất ở trong cái serum này nó nằm ở trong cái mask, mình chỉ việc đắp lên là xong ngày hôm đó. Tức là những cái active ingredient ở trong Dell Serum của bác sĩ là nằm hết ở trong cái mask của Dell Serum này. Rất là đúng. Và nếu nói như bác sĩ nói rằng là tất cả những cái
vật liệu active ingredient trong đó là như stem cells, peptide, những cái đó là như là những cái vitamin để giúp cho là như mình uống vitamin thì mình giúp cho cơ thể mình là kháng cự với là những cái độc tố ở bên ngoài, giúp cho cơ thể mình là chống những cái bệnh hoạn là từ cancer, từ là tất cả là thì cái rau peptide này nó cũng sẽ giúp cho da mình nó đều nó hoạt động tốt hơn, như là xe mà mình bỏ dầu bỏ nhớt cho nó tốt thì nó chạy tốt hơn, thì như vậy nó sẽ chống hết những cái độc tố ở bên ngoài, phải không? Đúng, thì nó giúp luôn nó là da mình bớt nám, bớt tàn nhang, bớt mụn, bớt nhăn, tức là nó chữa hết cho da, phải không bác sĩ? Tức là nó sẽ giúp lại cái làn da sống lại và chống được những cái chuyện mà mình gặp gỡ mỗi ngày, ví dụ như cái nó có những cái peptide nó chống được vi trùng chẳng hạn. Cho nên là khi mà quý vị bị infection, ví dụ như là bị mụn hay là bị chảy chùa hay là bị phỏng vì là accident hay là làm laser chẳng hạn, mà nó chảy chùa ra, nó chảy chùa, thì đắp cái bôi cái serum này hay là bôi cái mask nó sẽ giúp cho mình lành hơn. Nếu mà quý vị bị damage vì tia nắng ánh sáng mà có thể bị nám chẳng hạn, thì bôi ra thì cũng có thể nó, cái làn da nó sẽ chống nám, nó trắng ra hơn. Nên là nếu mà bị da nắng mà bị cháy nắng thì bôi cái này nó cũng sẽ là giúp cho da mình mà bớt cái là mình lại phục lành hơn. Hoặc là những cái làn da mà thí dụ như bị nhăn chẳng hạn, nhăn nheo vì thời gian, vì tuổi tác, khi mà mình đắp cái mask hoặc là mình bôi serum thì cái da nó sẽ căng ra và nó sẽ chống lão hóa, nó chống rất nhanh. Tức là nó làm việc tốt hơn, thành ra nó giúp cho cái da mình là không có bị là chết đi những cái collagen, thì nó sẽ giúp cho cái da mình nó thẳng ra, nó bớt cái wrinkles. Rất là đúng, Thì có là Thuấn Anh là vợ bác sĩ Thomas Stone hỏi là does this serum help acne? Tức là cái serum này nó có giúp cho mụn không thưa bác sĩ? Đúng, nó sẽ giúp, và tại vì nó có những cái peptide ở trong đó, nó giúp cho cơ thể mình chống lại những cái infection, tức là những cái vi trùng, trong cái đó nó có những cái loại vi trùng nó gây ra mụn. Cho nên là yes, nó sẽ giúp cho những người bị mụn. Và là nếu mà như vậy đó thì khi mà xài cái stem cell mask á, thì bác sĩ là recommend là đắp bao lâu và đắp làm sao? Tôi nghĩ rằng là nếu mà đã đắp mask rồi đó thì tôi nghĩ tối thiểu là nên đắp được khoảng 1 tiếng đồng hồ. Tức là khi mà mình mở cái bao này ra đó, cái mask này nó đặc biệt, nó đặc biệt là cái chỗ nó không phải là như là một tờ giấy như là cái mask thường, mà nó làm cái làn da, cái mask này nó như là cái làn da của mình, là cái làn da thứ hai, nó rất là mát. Thực sự ra quý vị có thể mở biểu diễn cho mọi người mà thấy, thì mình sẽ là mở cái mask ra thì nó sẽ khác với những cái mask trên thị trường, và bác sĩ là nó không phải bằng giấy mà nó cũng không có phải kỳ cầu kỳ mà phải đắp lên một lớp là mớ hay là gì, thì nó đang nó dơ, nó khó là gỡ đi. Cái mask này thì là mình chỉ có gỡ cái bao cái bọc và đó, rồi quý vị thấy nó rất là simple, tức là nó rất là dễ xài. Quý vị xé cái bao ra thì quý vị mở ra bên trong thì nó sẽ có hai miếng, sẽ đắp vào cái mặt của mình. Một miếng đầu tiên á thì là đắp bên trên, và một miếng bên dưới là đắp nửa phần dưới của mặt. Quý vị có thể xài cả hai miếng để đắp nguyên cái mặt, hoặc là quý vị có thể xài nửa để đắp bên trên, hoặc là một nửa để đắp bên dưới. Và mở ra là ready to use, tức là mở ra là you peel and you stick, tức là không có phải pha chế, không có phải làm việc gì hết, tức là you just tear and apply, tức là mình chỉ xé cái mask ra là mình đắp, nó là một cái membrane, it's a membrane, trông nó giống như là một cái làn da thiên nhiên của quý vị, và có thể it's stable at room temperature, tức là quý vị có thể xài ở nhiệt độ bình thường ở trong phòng. Nhưng mà cái mask rất là mát, phải không ạ? Đắp nó lên thì nó như là để trong tủ lạnh ra, nó rất là mát, cái dịu cái da mình xuống. Đúng, quý vị sẽ có một cảm giác rất là mát. Nếu mà quý vị có thì giờ, quý vị có thể để nó trong tủ lạnh được nửa tiếng đồng hồ. Thì khi mà mang ra thì nó còn lạnh hơn nữa. Nhưng mà có thể xài trong vòng room temperature. Và là nếu mà quý vị đắp á, thì anh ấy cũng đã dùng cái này
mấy tuần nay, và mỗi lần đắp á, thì là đắp đá và xong á, thì cái da mình nó mượt lắm, tại vì nó như là mình là cái cây khô mà được tưới vào. Và là khi đắp cái mask lên thì cái mask rất là mát, nó rất là dễ chịu. Thành ra khi mà mình trước khi mình đi ngủ hay là lúc ngủ trưa mà mình muốn là đắp một cái mask cho nó cảm thấy mát rượi hơn, đắp lên thì feel rất là sung sướng. Và là sau khi mà gỡ cái mask ra thì cái da mình nó đem nó mọng lên, nó như là bằng sứ, gọi là porcelain, là tại vì nó căng lên tất cả những cái đường nhăn, vết nhăn của mình á, là mình thấy nó biến đi hết. Là thì hy vọng là mình xài trong một thời gian lâu dài, một tháng 2 tháng, thì càng ngày cái những cái line của mình, những cái đường vết sâu vết nhăn ấy, thì nó sẽ bớt đi. Chào bác sĩ. Đúng. Thì quý vị hỏi là mỗi lần đắp thì là phải đắp bao lâu, thì tôi nghĩ là tối thiểu là khoảng 1 tiếng đồng hồ. Chính có thể quý vị đắp trước khi quý vị đi ngủ, có thể để nó qua đêm cũng được, hoặc là ví dụ như mình đi xa, mình đi máy bay về mình mệt chẳng hạn, hay là mình lên máy bay mình có thể mình đắp ở trên máy bay cũng được cho chuyến bay nó ngắn lại. Cái câu thứ nhì là hỏi là bao lâu thì làm một lần, thì tôi nghĩ là có thể một tuần làm một lần. Thì khi quý vị đắp xong thì quý vị sẽ thấy ngày mai quý vị mở cái mask ra thì những cái vết nhăn nó bớt hẳn ra. Đây, tại sao cái sự difference là cái hơn thiệt khi mà đắp mask, hoặc là mình có thể mình bôi kem mỗi ngày, thực sự ra những cái vật liệu, những cái phẩm chất ở trong cái mask nó không có khác gì ở trong cái chai gì hết. cái bác sĩ. cái difference là occlusion, tức là khi mà quý vị đắp cái mask, tất cả những cái chất này nó không đi đâu được hết, nó bắt buộc nó phải ngấm vào làn da của quý vị, và nó ngấm trọn vẹn, tức là 100% của những cái vật liệu mà quý vị bôi lên. Nếu mà quý vị chỉ bôi mà không đắp mask đó, thì 5 phút sau có thể là mồ hôi nó trôi đi chỗ khác, hoặc là nó có thể nó bay đi. Quý vị sẽ mất đi một số những cái gì mà quý vị bôi lên trong cái đó. Khi mà quý vị đắp mask đó, thì 100% của những cái ingredient, những cái vật liệu nó không đi đâu được cả, nó bắt buộc nó phải đi vào da và nó phải thấm sâu hơn, và vì cái occlusion nó đi sâu vào làn da và nó sẽ giúp cho cái da nó mịn hơn, nó mượt hơn, moisturize, tức là nó ẩm hơn. Và ngoài ra đó thì anh ấy cũng được biết đó là cái mask này đó là người ta có một cái là technique, người ta nói ngay ở trên cái tức là khi mà bác sĩ sáng chế ra thì là cái hãng cái lab đó, họ còn cố gắng họ làm cho nó có một cái technology là nó dùng cái body heat của mình để là nó release những cái thả ra những cái chất, những cái vật liệu active ingredient trong cái mask này để nó thấm vào sâu hơn, tức là nó dùng cái độ nóng ở trong người mình để nó giúp cái sự thấm nhuần của những cái vật liệu active ingredient trong cái mask Đúng, da mình. Và ngoài ra thì anh là Thuấn Anh là vợ bác sĩ Madam là Thomas Stone thì có hỏi là cái mask này thì cho là những loại da nào thưa bác sĩ? thực sự ra tất cả mọi người, nam nữ, đàn ông, đàn bà, già trẻ, lớn bé, ai cũng xài được hết. Nhưng mà là da mụn hay là da khô hay da nhờn hay là da da nào, da allergy hay da nào? Thực sự da da mụn xài được là tại vì nó sẽ giúp mụn. Những người mà da khô thì lại rất cần thiết là tại vì cái này nó sẽ làm cho cái da mình nó mịn lại. It brings moisture to your skin. Trên những người mà da thật khô đó, thì thực sự là càng xài nên càng xài nhiều mask hơn. Và là cái thông thường á thì cứ càng xài mask á thì là nó giúp cho cái da mình nó là nó làm việc tốt hơn, thì nó được mượt hơn và nó được nuôi dưỡng như là một cái cây mà được bỏ phân bón, được bỏ nước, được tưới cây. Thì là nếu quý vị mà có thì giờ mà đắp là 1 tuần 2 lần hay là 1 tuần 3 lần thì quá tốt, nhưng mà nếu không thì at least cũng 1 tuần 1 lần, thì như vậy quý vị sẽ không phải đi khám bác sĩ nhiều, không phải đi những thẩm mỹ viện, không phải đi làm facial, và da vẫn thấy mượt mà và vẫn thấy tốt. Và ngoài ra thưa bác sĩ là ngoài ra thì như cái này là tại vì các activity tự nhiên là bác sĩ làm để giúp cho cái da nó mau lành, phải không ạ? Thành ra là cho những người mà bị mụn mà phải nặng mụn thì cái da nó bị đụng vào thì nó cần những cái chất để giúp nó lành lại mau hơn, có đúng không ạ? Đúng, thì cái mask nó rất là thích hợp.
cho những người mà post procedure, tức là sau khi quý vị làm facial xong chẳng hạn, khi cái da nó bị đụng chạm, nó bị chảy chùa, cái chuyện mà lắp mask là một chuyện rất là tốt. Tất cả những người mà bị phỏng, bị chảy chùa hay là làm cái surgery, một cái procedure nào đó trên mặt là một chuyện rất là thích hợp. Và như vậy là ngoài cái chuyện mà mình xài mask và xài serum thì bác sĩ còn đó là có điều gì để gửi lời nhắn nhủ tới nhà chúng tôi cố sức dồn cái energy để vô cái sáng tế cái mask này, ngoài cái chuyện là nó là 100% những cái phẩm chất ở trong cái serum nó nằm ở trong cái mask, cái cách sử dụng cái mask nó cũng rất là giản dị, simple, tức là một em bé 5 tuổi cũng có thể đắp được chứ không cần phải nói là một người lớn. Tức là mình chỉ việc xé cái bao, trong nó có hai miếng, một miếng là phần trên của khuôn mặt và một miếng là phần dưới của khuôn mặt. Quý vị chỉ việc xé cái lớp giấy nó ra là quý vị đắp lên thôi, tức là 1, 2, 3 step, tức là 1, 2, 3 là xong. Không có phải pha chế, không có phải điều chỉnh, biến chế một cái gì khác để mà xài hết. Và lúc mà remove nó cũng rất là dễ, chỉ cần gỡ ra là cái da mình nó mịn bóng ra, chứ không có phải là chùi đi hay là gỡ là bằng là bao nhiêu là sponge với lại khăn bông gòn với lại rửa mặt cho nó thật là kỹ. Và nếu mà đắp lên mà không đúng chỗ lắm thì mình có thể mình gỡ ra một chút, mình xây xích, mình adjust, mình sửa lại cho nó vừa. Thì nó như là một làn da thứ hai, phải không bác sĩ? Và là nó rất là mát. Và ngoài ra thì theo như em biết thì bác sĩ bây giờ cũng sẽ carry là một cái hair laser. Thì bác sĩ là có rất nhiều bệnh nhân bị hói đầu, phải không ạ? Tóc bị rụng. Và bác sĩ thường hay làm là hair transplant, cấy tóc, phải không ạ? Và hoặc là chích cái là stem cell vào để kích thích cái sự mọc tóc cho bệnh nhân. Thì trong quá khứ thì những người mà bị rụng tóc mà không vì bệnh gì cả, tóc chỉ thưa thôi, thì chỉ còn có một cách duy nhất là đi cấy tóc, để là hair transplant. Thì bây giờ những cái chuyện nó bây giờ nó rất là phức tạp, và thứ nhất là ngoài cái chuyện nó tốn kém là phải mổ, là phải nghỉ làm, một cái alternative là một cái đường khác đi đó là phải tới văn phòng để chiếu laser. Thì thứ nhất sẽ không những là phải tốn thì giờ tốn kém, phải tới văn phòng một tuần một lần, một tuần hai lần để chiếu laser, thì nó rất là va chạm đến cái chuyện mà giờ rất đi làm. Bây giờ nó có nên lại nó rất là đau đớn cho bác sĩ bệnh nhân, nên là than tiền mình rất là cái sự đau đớn, nó chảy máu rồi. Một cái dễ nhất bây giờ là có thể mua cái unit này, quý vị chỉ cần cắm điện thôi, rồi bên trong này nó chiếu ra một cái làn sáng tự tự như là một cái laser mà chúng tôi xài ở văn phòng, rồi mình úp lên trên đầu như là một cái helmet mà mấy người đi motorcycle đó. Tôi có thể tôi biểu diễn cho quý vị thì quý vị thấy ngay, cái này rất là dễ, thì cái này chỉ mang trong đầu như thế này thôi, rồi quý vị cắm vào tường. Thì ở đây nó có hai cái nút, một cái nút đó là bật điện lên là on, cái nút bên trên là bật điện lên là on. Thì là khi mà bật điện lên là on thì automatically nó set cái time là 25 phút, xong rồi khi nào mà quý vị ready thì quý vị bấm cái nút bên dưới thì nó bắt đầu nó chạy. Trong này nó có một cái đèn mà cái ánh nắng của nó là cái đèn màu đỏ, thì một khi mà 25 phút nó qua thì tự nó tắt, hoặc là quý vị bận đi đâu thì nhấc cái này lên thì tự động nó sẽ tắt, quý vị sẽ resume, tức là khi nào mà có thì giờ mà ngồi lại thì ngồi đắp lại computer, ngồi coi TV hoặc cả nói chuyện điện thoại. Tôi cũng đã thử cái này rất là nhiều, thì nó rất là dễ, là tại vì trong khi tôi làm cái này tôi tiếp tục tôi làm việc trên computer, hay là tôi ngồi tôi đọc báo hay là chuyện gì cũng được cả, rồi 25 phút nó trôi qua thì rất là dễ và rất là tiện. Thì nếu mà mình cần đứng dậy mình đi thì mình chỉ việc chắc lên thôi, thì tự cái này nó tắt đi for safety, rồi khi nào mình ngồi xuống thì nó lại tiếp tục resume lại. Và nếu mà muốn tốt hơn thì mình bôi xem một tí hair serum trước thì mình để cái hair laser lên cho bác sĩ. Vâng, và hình như là trước đây còn một câu hỏi là có dùng được cái mask này trong sauna hay không thưa bác sĩ? Tôi nghĩ rằng là không nên đắp cái này trong lúc mà mình đổ mồ hôi nhiều quá.
tôi nghĩ là nên làm cái lúc mà quý vị mà thật là relax, tức là ngồi trên ghế không có việc gì cả, nhưng mà không nên pha ở trong cái phòng sauna, tại vì nó nóng quá quý vị sẽ đổ mồ hôi, thì có thể cái mask nó có thể nó trôi đi chỗ khác thì không tốt. Ngoài ra thì anh ấy cũng không biết là bác sĩ nghĩ là sauna thì nó có làm cho bệnh nhân bị nám hay không. Nếu mà đừng có sauna thì không, nhưng mà đừng có đứng trước những cái đèn hay là những cái coi của nó mà nó hít để cho nó nóng thẳng vào mặt thì có thể nó gây ra nám. Tức là những cái gì mà nó produce, nó gây ra một cái sức nóng để mà ảnh hưởng đến da mình thì nó có thể giúp, nó có thể gây ra cái sự nám. Tức là nếu mà mình đã dễ bị nám rồi thì khi mà mình kích thích nó bằng những cái tức là không nên vào sauna rồi đứng ở trước những cái quạt mà nó thổi hơi nóng vào mặt của quý vị thì những cái chuyện đó là nên né. Và nếu mà quý vị nào còn câu hỏi thì với bác sĩ Tiến, còn nếu không thì là chắc là bây giờ cũng lần đầu mình làm như thế này chắc là cũng vui lắm rồi. Thành ra bác sĩ Tiến có gửi lời chào đến. Tôi thành thật cảm ơn tất cả các quý vị đã theo dõi, bệnh nhân có dịp theo dõi những lời những lần tới thì sẵn sàng type in, tức là viết và câu hỏi thẳng vào Facebook thì tôi như vậy tôi trả lời nó dễ hơn. Và cảm ơn chú Anh và là Trina Đỗ đã hỏi là những câu hỏi trong bác sĩ Tiến đã tham dự vào chương trình, và xin cảm ơn mọi người.